Đi mà anh Quân, dùng em đi nhuộm tóc đi anh Quân. Đi mà anh Quân. Đi mà anh Quân ơi. Quân, anh Quân dùng em đi nhuộm tóc đi. Một mặt em đi nhuộm tóc bảy màu xanh đỏ tím vàng có sao đâu. Anh Quân cho bọn em đu đỏ tí đi. Đi mà tao quay 97, tao nhất định rồi rồi. Đi mà. Đi mà. Đi mà. Đi mà. Đi mà. Đi. Bây giờ bọn mày không cần thử test. Đúng rồi. Bọn mày muốn đi nhuộm tóc. Đúng rồi. Chốt chưa? Chốt. Bị phụ huynh căn tự mà chịu nghe chưa? Ok luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Trường Quân, quý chị mời đây. Thì ngày hôm nay 26 Tết, ba thanh niên trẻ trâu này qua nhà mình là xin mình đi nhuộm tóc chứ không chịu nhận thưởng Tết các bạn ạ. Mình bảo mình phát cho mỗi thằng thưởng Tết 1 triệu thì không chịu. Cứ đòi bắt mình dẫn đi nhuộm tóc, mình bảo là nhuộm tóc về thế nào cũng bị bố mẹ găn. Thì bọn nó bảo là thôi Tết nhất nơ rồi chắc bố mẹ chả găn đâu, cứ cho em đi nhuộm tóc đi. Có gì bố mẹ nó găn thì tự bọn nó chịu. Ok, thích thì mình chiều luôn. Cho nên là cái clip ngày hôm nay mình sẽ dẫn ba thanh niên này đi nhuộm tóc để chơi Tết nha các bạn. Let's go. Anh cắt cho em hai mái kiểu 64. Rồi anh nhuộm màu nào mà cháy cháy nhất á để em đi ăn Tết. Trắng, đỏ, màu vàng. Thế anh nhuộm cho em một bên màu đỏ, một bên màu vàng nha anh. Bự béo chất như nước cất luôn các bạn ạ, ngầu như cái bồn cầu luôn. Đây là bự béo đang nhuộm tóc nha các bạn. Thì bự béo nhuộm tóc như thế nào đây? Thì ở giữa em sẽ dùng màu tím, còn ở bên này thì hai bên này thì em sẽ dùng màu xanh lá và xanh nước biển. Ở giữa là nhuộm màu tím, tím mộng mơ. Còn bên đây là xanh lá, bên đây là xanh nước biển. Wow, mới tưởng tượng thôi là đã thấy quả đầu khá là ngầu ba cháy luôn đúng không? Cái màu này chơi Tết thì đi bài luôn đúng không? Đi đến đâu là cháy tới đấy đúng không? Tiếp theo là thanh niên Ngọc nha các bạn. Đấy, thanh niên Ngọc thì một bên nhuộm màu vàng, một bên nhuộm màu đỏ. Màu đỏ này thì mình thấy nó khá là đẹp và cháy luôn nha các bạn. Còn bên đây màu vàng này, vàng óng ánh như kiểu là vàng cước các bạn. Hoan nghênh tiếp tục theo dõi Nhị Tư Yue Liang, Hồ Tư Xin. Thanh niên Tôn Trẻ Châu đầu tiên thì sở hữu một cái chỏm tóc màu gà. Đấy, có một màu tím khá là ok nha các bạn. Kết hợp vào với lại bộ quần áo, trang phục với lại outfit như thế này thì đi chơi Tết thì khá là ok đấy. Và tiếp theo đấy là em Ngọc. Em Ngọc thì mang theo phong cách đây là hai mái Hàn Quốc. Đấy, bên đây là màu hồng nha các bạn. Còn bên đây là màu vàng. Màu vàng này nhìn nó khá là đẹp. Nhìn tổng thể thì mình thấy em Ngọc khá là giống với lại trai Hàn. Cho nên là anh sẽ đặt cho em một biệt danh Hàn Quốc luôn, em chịu không? Lee Min Ngọc. Ngọc thì tầm cỡ như Lee Min Ho quá là bình thường. Ngọc bây giờ phải hơn. Một cái tên Hàn Quốc vô cùng sâu sắc cho Ngọc. Cái màu vàng này mình thấy nó hơi giống ấy, cho nên mình sẽ đặt tên cho Ngọc đó là Cức Trôi Sông. Tên Hàn Quốc thế còn gì? Vâng, và mình kết nhất đấy là quả đầu của Biểu Béo nha các bạn. Không ngờ là Biểu Béo lại sáng tạo ra được cái quả đầu nhìn cũng khá là chất chơi đấy các bạn. Đây, quả đầu này chơi Tết thì phải gọi là cực kỳ cháy luôn. Đây, ở một dưới đây là màu tím nha các bạn. Còn bên đây là màu xanh lá cây. Bên đây là màu xanh nước biển, nhìn khá là nổi trội. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem ba đầu tóc của ba thanh niên này. Đấy, với outfit đi chơi đấy là mang giày, quần bò đen. Ấy đi chơi như thế này thì mùa này đi chơi Tết là nổi nhất rồi, cần gì nữa, đúng chưa? Đấy, để yên tâm của mấy thanh niên này có bị gan không nha các bạn. Nhưng mà trước mắt thì mình nhìn thấy là mỗi một cái kiểu đầu thì nó có một cái vẻ đẹp riêng nha các bạn. Nhưng mà còn nhỏ như này thì nhuộm đầu nhìn nó chả ra cái gì cả, đúng không? Nhìn nó không hợp lắm. Không hợp, đẹp như thế này. Đây mà đẹp. Nhìn như mấy thằng cháu tre đẹp gì. Đẹp. Đẹp đây là do nó màu mè nó đẹp thôi, chứ còn nhìn nó không thuận mắt đâu. Nói chung là tóc đen thì vẫn gọi là ok nhất. Tóc như vậy nhìn cũng được, nhưng mà theo mình thì mình thấy nó không ưng lắm các bạn ạ. Chủ yếu là mấy thanh niên trẻ trâu này nó thích thôi, chứ còn mình thì mình không thích nha các bạn. Hãy
nhuộm tóc xanh tóc đỏ thằng này. Con thấy nó đẹp, con đi nhuộm. Tôi đến bảy dẫn con đi. Thằng này thế suốt ngày ngủ đi nhuộm tóc à? Mày á, tao nói mày nha, bây giờ mày muốn ăn Tết ở nhà hay muốn ăn Tết ngoài đường? Ăn Tết nhé. Khi nào cái đầu mày ghen á thì mày ăn về nhà ăn Tết, còn không thì mày ngoài đường mày ăn Tết nhá. Go it up, start twerking like Miley. Thế bây giờ ba đứa lại làm sao đây? Sao lúc đầu thì nó đi nhuộm đầu màu này màu kia sắt đỏ tím vàng đủ các thử lại. Sao bây giờ lại đòi đi nhuộm lại màu đen? Mẹ mẹ em cạo 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 đầu em rồi. Không là tất cả rất ngon đâu. Thôi bây giờ mấy đứa lúc đầu đòi ăn dẫn đi nhuộm tóc màu này thì bây giờ tự dáng mà chịu đi, ăn không có cho đi nhuộm lại màu đen đâu. Ok không? Có sức chơi thì có sức chịu chứ, lúc đầu thì hí hai hí hửng đi nhuộm xanh đỏ tím vàng xong bây giờ về bị gan lại bắt ăn đi ăn dẫn đi nhuộm lại màu đen là làm sao? Mà ăn thấy đầu biểu này cũng đẹp này, cứ để mà đấy mà chơi Tết đi, qua Tết ăn cho đi nhuộm lại rồi đi học xong được. Nhưng mà mẹ em bảo là bay không có cho. Đầu đấy nhuộm mất một đống tiền như thế này xong bây giờ lại đi nhuộm lại màu đen. Anh bảo cái tiền đấy lúc đầu mua quần áo mặc có phải là ok, có phải là ấm êm không? Tự nhiên đi nhuộm cái gì xong rồi bây giờ lại vừa mất tiền lại vừa không được cái gì cả. Qua đây cũng là một bài học đấy, nghe chưa? Các bạn tuyệt đối không nên bắt chước theo mấy thanh niên này mà nhuộm tóc đâu nha các bạn. Các bạn còn nhỏ, còn tuổi đi học thì các bạn không nên nhuộm tóc, xong này lớn rồi các bạn đi làm rồi, làm ra tiền rồi thì các bạn có thể tự nhuộm tóc và ăn mặc theo cái sở thích của mình. Còn bây giờ thì mình đang lứa tuổi đi học, học sinh thì mình phải theo một cái khuôn khổ, hiểu chưa? Rồi bây giờ đi nhuộm lại màu đen đúng không? Chắc chưa? Chốt chưa? Rồi đi. Đấy, ba thanh niên này thấy chưa? Tóc đen đẹp đẽ như thế này thì không để, đi nhuộm xanh đỏ tím vàng làm gì? Đúng biểu. Thấy chưa? Thế từ nay là không được nhuộm tóc nữa, nghe chưa? Đấy, clip này là ăn chiều theo ý của mấy đứa cho đi nhuộm tóc rồi, về nhà bị gan rồi. Đấy, cho nên là từ lần này trở đi, lần sau mà đòi nhuộm tóc không bao giờ ăn cho nữa, ok chưa? Thì bây giờ cũng cuối năm rồi, sắp đến Tết luôn rồi. Thì biểu béo có lời chúc Tết nào chúc các bạn đâu nào? Thì mình chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, được thêm tuổi mới và nhận được thêm nhiều tiền lì xì hơn nha. Tết nhất đến nơi, mình chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát đạt và đạt được nhiều thành quả trong học tập nhé. Thế còn Ngọc em, năm mới chúc các bạn như thế nào nào? Năm mới em chúc các bạn gì ta? Không, lúc em học câu đi, cái câu gì của anh yêu hay á. Câu gì? Thì chúc tất các bạn bình thường thôi chứ việc gì phải văn vẻ đâu mà suy nghĩ. Súng da như đĩa. Đúng rồi, như đĩa tào lao. Chúc bạn, chúc đào hoàng. Chúc đào hoàng. Năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe,
học tập nói tóm lại là Ngọc chúc như vậy đi cho nó dễ. Chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, rồi giàu sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Đấy. Đúng rồi. Rồi chúc đi. Chúc các bạn chúc các bạn này mà đòi Tết đi kiếm tiền lì xì, mà đi chúc Tết như vậy là không kiếm được tiền lì xì rồi. Chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, rồi giàu sức khỏe, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phim. Sao nói được không? Rồi, nếu mà không nói được thì thôi, xin phái cho thân nhân Ngọc. Rồi bây giờ cả ba bye bye các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau đi nào. Bye bye.